tiếp tục vào việc anh chị ơi. Đất hai mặt tiền. À, lô này lô này. Ngang 5,5 m đó. Ồ, bề ngang đẹp quá anh. Cái chỗ đây nha, em bay tổng quan để anh chị cảm nhận về cái khu này trước ha. Đấy. Một cái khu dân cư mà được quy hoạch bài bản, đâu ra đó anh chị nha. Đường xá hạ tầng đẹp và đường thông bật cờ. Một cái vị trí mà đắc địa ở đây là phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phường Thuận Giao đó quý chị ơi, ở chỗ đây nha, rất là gần với khu công nghiệp V-Ship 1 luôn. Nó chỉ cách một cái con đường, đó là đường 22 tháng 12 ngay đây. 100 m thôi, anh chị ra đây sẽ gặp đường 22 tháng 12 mà giao nhau với đường Thuận An Hòa. Đó. Cái khúc chỗ đường Thuận An Hòa đó là có cái chợ luôn anh chị, mà cái dự án của mình nằm trên mặt tiền đường Thuận An Hòa mà giao nhau với cái đường 22 tháng 12. Anh chị thấy như vậy là đẹp, đẹp chưa, vị trí đẹp chưa, mê chưa? Đấy. Vỉa hè của hai mặt tiền này quý chị, đây, 3 m vỉa hè. Trải dài, cái chiều dài là 15 m lận. À, 15 m quý anh chị. Ôi, quá đẹp luôn anh chị. Mình mua ở đi, mình mua đầu tư đi, mình mua mình tích lũy tài sản đi, sau này mình ở đi cho con em mình ở đi. Được không ạ? Được ạ. Sau này ở và kinh doanh nhỏ nhỏ được anh chị. Trong nội khu này là mình có thể kinh doanh cà phê rồi là nước rồi là có thể là tạp hóa hoặc là đồ ăn sáng ăn tối các kiểu được quý anh chị nha. Tại vì hai mặt tiền. Hai mặt tiền mới làm được cái điều đó. Tại vì sao? Có một cái vỉa hè trải dài quý anh chị ha. Một cái cạnh vỉa hè này trải dài như thế này và đổ dài lên trên đây để sao? Để cho anh chị mình thông thoáng và có thêm cái không gian để mình có thể kết hợp mình kinh doanh. Còn nếu không kinh doanh, anh chị ơi mình ở ha, nó cũng thoáng ha. Mình xây nhà mình mở cửa sổ cửa sau đấy. Quá đẹp luôn quý chị ơi. Nó hai mặt tiền nhưng nó ba mặt thoáng. Ở phía sau có lối thoát hiểm luôn anh chị nhá. Đấy, trời ơi. Những cái lô đất này xứng đáng để cho anh chị mình mua đầu tư hay mua ở không ạ? 2 tỷ 8 thôi anh chị ha. 2 tỷ 8 thôi. Nếu mà 2 tỷ 8 là bán lỗ 300 triệu. Cái hợp đồng gốc là 3 tỷ 100 triệu anh chị nhá. Mà bây giờ bán 2 tỷ 8. Bây giờ thời điểm này, vị thế này, lô đất này anh chị ơi, quyết đoán ha. Đấy. Sổ tươi sổ sắn sang tên hỗ trợ ngân hàng, xem video xong công chứng luôn anh chị ơi. Đây, chả phải lăn tăn ha. Ngang 5,5 m, dài 15-75 m, thổ cư hết. Đường 12 m mỗi bên đều là đường thông bần cờ. Về đây xây 2 lầu 1 trệt anh chị nhá, xây 2 lầu 1 trệt nhá. Không xây cấp 4, không xây nhà tạm. Đó, tại vì khu dân cư phải xây nhà lầu. Được chưa ạ? Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khu công nghiệp V-Ship 1 thì bên đây chỉ cần băng qua cái đường 22 tháng 12 thôi là có khu công nghiệp V-Ship 1. Được chưa ạ? Khu công nghiệp Việt Nam Singapore đó quý chị. Rồi, trước đây ngay đầu đường là có cái chợ đó là bám trên trục đường Thuận An Hòa, được chưa? Giao nhau với đường 22 tháng 12 như nãy giờ em nói, được chưa? Rồi, bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, à quên, bệnh viện quốc tế Colombia, ở đây có cái bệnh viện quốc tế Colombia quý chị ha. 1 km, quốc lộ 13, 1 km, ngã tư Đất Thánh, 1 km, đó, ba cái vị thế em vừa liệt kê, 1 km, được chưa? Đẹp nha quý chị nha, bám trục đường 22 tháng 12 và ngay bên trục đường Thuận An Hòa. Đấy, đây là một lô đất để cho anh chị xứng đáng bỏ ra 2 tỷ 800 triệu. Đấy, mình vẫn còn thương lượng nha, vẫn còn nói chuyện để anh chị mua ha. Ngang 5,5 m mặt này, chiều dài 15 m, tổng 75 m, thổ cư hết anh chị nha. Ngang 5,5 m nha, đẹp chưa? Ngang 5 đã đẹp rồi mà đây là còn ngang 5,5 m còn đẹp nữa anh chị. Cái vỉa hè là cái điểm cộng cho những thửa đất hai mặt tiền. Về độ thông thoáng thì chả phải chê, đúng không? Điện nước đầy đủ vào là xây thôi anh chị nha. Đây, vỉa hè này đấy, mê đi anh chị ơi. Những cái lô đất này mà anh chị không mua thì anh chị mua lô đất nào? Đấy, có 2 tỷ 8 thôi ha. Đấy, bán vội bán nhanh bán rẻ đấy anh chị ha. Chỉ có ai cần bán rẻ, cần bán nhanh, cần bán vội thì mới đưa ra giá rẻ, được chưa? Đấy, những cái thửa đất này trên thị trường nó không đại trà và gần như không có. Nếu anh chị đi xem nhà đất nhiều mà những anh chị nào mà quyết tâm mua bằng được những thửa đất hai mặt tiền thì anh chị nên nghiên cứu ha. Ở phường Thuận Giao với thửa đất này với mức giá này hiện tại trên thị trường không có. Đấy, rẻ quá anh chị nha. Em đã chọn lọc để em review để mang tới cho anh chị tham khảo nha. Anh chị ơi, phù hợp thì bớt chút thời gian, phù hợp thì mình phải nghiên cứu ngay. Còn thông tin em Hải sẽ gửi đầy đủ, vị trí đầy đủ, hình ảnh đầy đủ, sổ sách đầy đủ ha, để cho anh chị tham khảo. Nhưng mà hãy quyết đoán ngay lô đất này anh chị nha. Đấy, nên bớt chút thời gian để đi xem thực tế ha, xem xong mê luôn anh chị nha. Bước ra đầu đường tiện ích bủa vây và xung quanh đây thì đô thị hóa hết rồi. Đấy, khu này 1-2 năm nữa người ta mà xây lên sung sung ha, ở hơi bị đẹp luôn. Rồi chỗ này di chuyển về Thủ Đức, về thành phố Hồ Chí Minh tiện luôn quý chị nha. Đó, có 10 km thôi anh chị nha, là về Thủ Đức mà ngay cầu vượt sông Thần, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, quá thuận tiện luôn anh chị, quá gần luôn ha. Em nói với anh chị mình không có cái vị thế đất nào mà đẹp mà hời như thế này đó. À, quyết đoán anh chị nha. Em xin cảm ơn.